Tất nhiên đây là một cái video mà mình chia sẻ là nó rất đặc biệt, thì mình chia sẻ một cái kinh nghiệm để mọi người chọn cổ phiếu. Nhắc lại là với những động thái 4 phiên mà thị trường đều bán mạnh và ATC dấu hiệu lừa tình như trong 4 ngày vừa qua, thì mình đánh giá là cái dấu hiệu này nó sẽ sớm có những cái phiên nó đảo chiều ngược lại. Đoạn mà điều chỉnh tới đây nó là cơ hội của tất cả mọi người. Xin chào mừng anh chị đến với kênh Chứng khoán TVI. Chúng ta lại gặp nhau trong video nhận định thị trường. Index của chúng ta tiếp tục có một phiên lừa vào ATC, gọi đúng ra là gần sát ATC. Vậy là thị trường của chúng ta đã có 4 phiên liên tiếp, mình chia sẻ mọi người là 4 phiên liên tiếp đều có sự phục hồi trong phiên, nhưng cuối phiên chỉ khoảng tầm khoảng 10 phút đổ lại vào sát ATC, thị trường tự nhiên lực bán ồ ạt ra đẩy cho index đóng cửa một mức cùng đánh giá là tương đối thấp, gần như có thể coi là thấp nhất vào phiên giao dịch buổi chiều. Và thị trường đóng cửa mức giảm 0,4% và nằm ở vùng 1.250 điểm. Với diễn biến của ATC cũng như là thị trường trong 4 phiên trở đây thì rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi, đặc biệt là 3 phiên gần đây thị trường luôn bị bán mạnh ATC, thì mọi người có đặt câu hỏi cho TVI rằng vì sao lại có lực bán ồ ạt ra như vậy. Thì Hùng chia sẻ mọi người như này, trong một giai đoạn mà thị trường trung yếu, mọi người hiểu không ạ, thị trường trung yếu khi mà lực cầu không đủ thì rất nhiều nhà đầu tư chờ index phục hồi vào cuối phiên, nhưng sau đó thì họ nhận thấy rằng thị trường không phục hồi được, không được như kỳ vọng của họ, và sau đó thì họ sẽ bán ra, đúng không? Họ bán ra thì mỗi người bán một chút thì thành ra cái lực cung, nguồn cung cổ phiếu nó bị nhiều hơn và nó đẩy trong một thời gian ngắn, nên lực cầu đương nhiên là nó không đủ để hấp thụ và làm cho thị trường chung bị đóng cửa giá thấp nhất. Cái động thái này là động thái hay gọi là những giai đoạn mà chợ chiều cuối năm, tức là những giai đoạn mà gần như cái lực cầu của thị trường tương đối yếu, khi mà những người khổng lồ khôn ngoan sau giai đoạn họ bán chốt lời ở vùng đỉnh một phần và bây giờ họ chưa có dấu hiệu mua trở lại, thì nhỏ lẻ chúng ta giao dịch với nhau thì những cái thanh khoản thấp đó chỉ cần một chút nguồn cung cổ phiếu thôi cũng sẽ làm chỉ số chung bị đóng cửa thấp. Đấy là cái mình chia sẻ với một chút về cái dấu hiệu này. Dấu hiệu này nó sẽ kết thúc khi nào? Thường thì đa số nó sẽ kết thúc khi mà thị trường có phiên what out, mới gọi là có phiên có một khối lượng nhất định để đẩy cho chỉ số chung phục hồi một cách tin cậy hơn. Ở đây thì Hùng sẽ cho mọi người một vài cái thống kê trong giai đoạn vừa qua. Hùng đang nói đây là một cái nhịp hồi, nó có thể coi là một nhịp hồi đủ, gọi là đủ tê và nhịp hồi đủ tin cậy. Thì mọi người nhìn thấy rằng ví dụ trong những giai đoạn mà thị trường tạo vùng đỉnh, ví dụ đây chúng ta coi đây là một đỉnh đầu tiên của thị trường chung và đây là đỉnh thứ hai của thị trường ở trong giai đoạn tháng 9, thì mọi người biết rằng sau đỉnh thứ hai khi mà thị trường chung thủng MA 20 với một phiên mở gap và sau đó thị trường rơi khoảng 3 phiên và sẽ phục hồi 4 phiên với thanh khoản phục hồi mọi người biết rồi cực kỳ thấp, thì khi mà hồi thấp như vậy thì nó sẽ không có sự tin cậy và sau đó sẽ rơi tiếp. Thì ở thị trường ở giai đoạn này cũng như vậy, cây nến ngày thứ 6 là một cây nến mở gap có von và thủng MA 20, thì cây nến ngày hôm nay nó là lực bán tiếp của ngày thứ 6. Và trong buổi sáng khi mà thị trường phục hồi, hôm nay gọi là một sự phục hồi yếu, thì sau đó thị trường nó bị bán trở lại và đóng cửa giá đỏ như ngày hôm nay. Thì anh chị sẽ lưu ý rằng cái giai đoạn này khi mà thị trường giảm thì sẽ là cái cơ hội để anh chị em quan sát cổ phiếu. Mình chia sẻ như vậy chắc chắn rồi, nó là cơ hội để mọi người quan sát cổ phiếu. Và bản thân TVI thì cũng có chia sẻ với rất nhiều nhóm khách hàng của mình, đó là TVI sẽ chờ cái đoạn này để chúng tôi chọn ra những cổ phiếu chiến lược để chúng ta có một lần gom nữa trong năm 2024 này, thì phải chia sẻ mọi người như vậy. Và tỷ trọng cổ phiếu với quan điểm TVI ở đoạn này thì nó sẽ là 30-50%. Tất nhiên là chi tiết về kịch bản thì chúng tôi đã chia sẻ với mọi người rồi. Đấy, thì index thì hỗ trợ của nó sẽ ở đâu đó vùng 1.236-1.240 điểm, và hỗ trợ xa hơn là vùng 1.780-1.200. Ở đây TVI nhấn mạnh một điều, nếu như trong uptrend thì mọi người không nên bao giờ đoán đỉnh chỉ số cổ phiếu, tại vì đỉnh nó là một vùng, đúng không? Như kiểu cái đoạn này chúng ta có 1.275-1.295 là vùng đỉnh của thị trường trong con sóng tăng từ đầu năm đến giờ, đúng không? Thì khi mà thị trường bước vào xu hướng giảm cũng như vậy, không nên đoán đáy một cách chính xác về chỉ số, mà chúng ta chỉ nên quan tâm về một vùng giá của cổ phiếu cũng như là vùng giá của thị trường mà mọi người có thể lưu ý cho một cú nảy lại mà thôi. Nên với chúng tôi thì đoạn này chúng tôi sẽ tập trung cho việc phân tích kỹ doanh nghiệp của mình và chờ báo cáo kết quả tài chính quý 1 ra cũng như là kỳ họp đại hội cổ đông
Trong giai đoạn này chúng tôi đánh giá xem dư địa của năm nay với rất nhiều nhóm ngành, rất nhiều cổ phiếu, xem đâu là những cổ phiếu nó còn định giá hấp dẫn, còn đặc biệt là còn tăng trưởng mạnh để chúng ta có thể tham gia được. Thế phải chia sẻ mọi người như vậy. Về cái phân tích kỹ hơn về index thì mọi người lưu ý rằng khi mà thị trường giảm ngày hôm nay chúng ta đã có 4 phiên giảm, thì mọi người hãy nhìn lại thống kê thì thường ấy, bao giờ cũng vậy, thị trường nó hiếm khi mà có những giai đoạn giảm kéo dài đến 5 đến 10 phiên, mà thường thì ông thấy là cứ tầm khoảng 3 đến 5 phiên là thị trường nó sẽ phục hồi. Bằng chứng là ngày hôm nay thì mặc dù index đỏ đấy, nhưng mà nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng như là chứng khoán, thậm chí là cả thép thì nó cũng có sự phục hồi nhất định. Tại vì theo thống kê là 3 phiên giảm liên tục trở lên thì thường bao giờ cũng vậy, cổ phiếu nó sẽ có một nhịp hồi. Đấy, nên là anh chị sẽ lưu ý cái giai đoạn này sẽ là giai đoạn nhiều cổ phiếu nó sẽ phục hồi kỹ thuật. Đó, giờ để cho những anh chị nào mà bị kẹp cổ phiếu lớn để mọi người giảm bớt tỷ trọng, cũng như là anh chị nào muốn nhìn kỹ hơn trạng thái của cổ phiếu thì mọi người sẽ theo dõi cái giai đoạn này để xem thị trường nó phục hồi kỹ thuật thì đâu sẽ là những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường chung. Có một điều lưu ý ở giai đoạn hiện tại là ông thấy là có rất nhiều nhà đầu tư họ muốn chứng tỏ mình khôn ngoan hơn thị trường, và họ muốn muốn cho thấy rằng mình giỏi hơn sức mạnh của thị trường chung, nên là họ sẽ bắt đầu sớm vội vàng quay trở lại thị trường, và họ sẽ chọn ra những cổ phiếu nào nó chưa giảm mấy, những cổ phiếu nào nó mạnh mẽ hơn thị trường chung. Nhưng mà anh chị sẽ lưu ý cho mình nhá, những cái cổ phiếu đấy nó mạnh đấy, nhưng mà nó chỉ xác nhận thực sự sức mạnh của mình nếu mà nó vượt đỉnh đi lên mà thôi. Còn nếu nó không vượt đỉnh mà nó chỉ tạo ra những nền ngang hoặc những sự điều chỉnh ít hơn thị trường chung thì mọi người đừng vội vàng. Đấy là cái mình chia sẻ mọi người. Như vậy, ví dụ hôm trước thì rất nhiều anh chị của TVI có bán chốt lời bớt Viettel Post ở cái đoạn này. Tại vì mọi người biết xem livestream, mọi người đều biết rằng có chia sẻ là từ cái vùng này là Hùng nghĩ rằng mọi người có thể chốt lời 1/2 đến 1/3 hoặc thậm chí 2/3 tùy cái vị thế của anh chị, đúng không? Thì sau giai đoạn đó Viettel Post rất nhanh chóng quay lại đỉnh cũ. Và lúc ấy Hùng có nói mọi người rằng, mọi người xem lại video đó trước khi Hùng đi Hàn Quốc, Hùng có nói mọi người rằng là TVI chắc chắn sẽ không chọn Viettel Post. Tại vì với chúng tôi rằng một cái giai đoạn từ đỉnh đến giai đoạn phục hồi về đỉnh nó cách khoảng 2 tuần thì nó quá ngắn cho một cổ phiếu đã tăng đến 200% rồi, đúng không? Và trong một năm tăng đến 3 lần rồi, chúng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không vội vàng chọn lựa. Nên là mọi người thấy rằng khi mà lúc đầu nhìn đây tưởng nó mạnh và rất nhiều nhà đầu tư vội vàng mua trở lại, khi bán đây thấy nó hồi về gần đỉnh cũ vừa vàng mua trở lại, và bây giờ mọi người thấy chỉ có 5 phiên và Viettel Post nó rơi một phát tầm khoảng 92 và về đến 73, tức là 20 giá, một hơn 20%, nó rất lớn. Nên đấy là cái mà muốn lưu ý mọi người trong video ngày hôm nay, là khi mà những cổ phiếu nó đã tạo ra những đỉnh clean mark, kể cả CGR mọi người có thể ý đấy, nó đã tạo ra những đỉnh clean mark thì anh chị đừng bao giờ vội vàng quay trở lại với chính cổ phiếu đó. Tại vì nếu mọi người quay trở lại quá sớm thì mọi người chắc chắn sẽ bị hậu quả và sẽ bị lụi tàn ở chính cổ phiếu đấy. Những cổ phiếu giúp mọi người kiếm khoản tiền lợi nhuận rất lớn thì chắc chắn nó cũng có thể là cổ phiếu sẽ cướp đi mọi người rất nhiều khoản lãi trong trước đó, đúng không? Tất nhiên là với anh chị mà còn lại 1/3 hoặc thậm chí cả 1/2, mọi người xác định mọi người đầu tư giữ dài đi, thì Hùng nghĩ là mọi người cứ giữ phần thế thôi. Tại vì ngay lúc trước khi mọi người không bán hết thì ngoài xác định là mọi người sẽ ôm rồi, đúng không? Thì mọi người hãy để cho cổ phiếu nó tìm một điểm cân bằng mới. Nhưng ở đây Hùng đang nói câu chuyện là những anh chị nào đã số tỷ trọng mình chốt lời bớt. Với những cổ phiếu mạnh thì mọi người lưu ý chung là đừng vội vàng quay trở lại thị trường. Cái việc quay trở lại sớm nó nguy hiểm hơn là việc mọi người mua đỉnh. Tại vì mọi người mua đỉnh thì mọi người có thể bán cắt lỗ khi 5%. Rất nhiều anh chị bảo Hùng là ok, sao tự nhiên là 5% mà chúng ta lại bán, đúng không? Sao hoặc là mới giảm về hỗ trợ chúng ta bán làm gì? Nhưng mà mọi người hiểu rằng mọi người có nguyên tắc quản trị của mình, nên mọi người vi phạm thì mọi người bán bình thường. Mọi người hiểu không ạ? Đó, nên là với những anh chị nào với những cổ phiếu đã tạo ra đỉnh climax thì hãy để cho cổ phiếu thêm thời gian tích lũy, đừng vội vàng quay trở lại thị trường. Ở đây trong video này muốn nhấn mạnh hai ý rằng cái nhịp điều chỉnh này của trường chung đó là nhịp điều chỉnh bình thường trong một xu hướng tăng dài hạn, và bản thân TVI, đội ngũ phân tích của TVI ở giai đoạn này chúng tôi đang làm việc cực kỳ là năng suất, cực kỳ là chuyên nghiệp và nghiên cứu doanh nghiệp cực kỳ sâu để chúng tôi tìm ra những cổ phiếu trong năm nay nó sẽ còn tăng trưởng và về vùng giá hợp lý để chúng tôi có thể chọn lựa cho anh chị khách hàng của mình. Và chắc chắn rồi, Hùng nhắc lại cái nhịp điều chỉnh trong một uptrend dài hạn, những nhịp điều chỉnh từ 5 đến 12%, nó luôn là cơ hội cực kỳ lớn để cho tất cả anh chị em có cơ hội để lên tàu. Hùng chia sẻ thực sự như vậy. Hùng sẽ cho mọi người một cái thống kê, đó là mọi người nhìn lại đi, cái con sóng tăng từ tháng 11 năm 2022 đến giờ, đúng không? Nhịp xăng tăng giá này khi thị trường chung giảm từ đây về đây, chúng ta có điều gì ở đây ạ? Chúng ta có thị trường chung giảm 18%, nhưng mọi người biết là từ lúc giảm đây là lúc giảm được 12% thì rất nhiều cổ phiếu, mặc dù index giảm thêm 6% nhưng nhiều cổ phiếu nó không giảm nữa, đúng không? Mọi người so từ vùng 1.100 đến 1.040 thì nó giảm thêm 6% thôi, nhưng rất nhiều cổ phiếu nó không giảm nữa. Đấy, đây là những nhà đầu tư nào mà tận dụng những cái nhịp rũ bỏ từ 5 đến 12%, mới gọi là một con số 12% là một con số quá đẹp trong một thị trường xu hướng tăng dài hạn.
Thì đấy là cái mọi người hiểu rằng nếu mọi người mua thì chắc chắn mọi người để trong một xu hướng tăng dài hạn, nó sẽ tăng, nó sẽ đem lại quả rất lớn. Thì đây cho mọi người xem cái sóng của Covid. Sóng của Covid thì mọi người sẽ thấy, đây ông sẽ dùng Fian để cho rõ hơn cái số liệu này nhá. Thì mọi người sẽ thấy ông sẽ dùng nến tuần của Fian, thì hy vọng là anh chị em sẽ nhìn được rõ hơn, tại vì nến ngày nhìn nhiều khi nó kéo không được sâu. Đây thì mọi người sẽ nhìn được cái nến tuần của Fian. Thì đây mọi người sẽ để ý thấy đây. Rồi, chúng ta có điều gì ở đây ạ? Rồi chờ đi, ông sẽ ẩn hết cái số này đi. Đây mọi người nhìn, đây là một giai đoạn của thị trường chung tăng giá, được chưa? Thì mọi người thấy rằng cái giai đoạn mà thị trường chung mỗi lần mà index kéo, đây là sóng của giai đoạn Covid, đúng không mọi người thấy không ạ? Đây, thì mọi người, đây là một xu hướng tăng của Covid, thì mọi người nhìn thấy điều gì ở đây ạ? Tất nhiên đây là một cái video mà mình chia sẻ là nó rất đặc biệt, thì mình mới chia sẻ một cái kinh nghiệm để mọi người chọn cổ phiếu. Mình nhắc lại, được chưa? Ông sẽ public luôn cái điều này. Thì mọi người thấy điều gì đây? Trong giai đoạn Covid thì thị trường chung nó có một vài đợt điều chỉnh lớn. Đây là một đợt, được chưa? Đây là một đợt vào tháng 7 năm 2020. Thì thị trường chung của chúng ta giảm, mọi người, đây là mọi người biết bao nhiêu phần trăm ạ? Mình sẽ đo luôn. À, cái này nó hơi khác ami mọi người chồng tí. Cái hộp đã bắt bóc rồi. Cái này nó không hiện nhỉ? Đây đúng không? Kìa, đây. Đây. Nó đang bị hơi lag tí, mọi người chờ đi. Bạn kỹ thuật phải kéo giúp nó. Ok, đây thì mọi người thấy đây là một cái giai đoạn mà chung điều chỉnh, thì nó điều chỉnh khoảng 13%. Được chưa? Và đây là giai đoạn tiếp theo của chung điều chỉnh, thì đây cái điều chỉnh này thì nó ngắn hơn. Nó điều chỉnh chắc đây chắc là Hùng nghĩ chắc là được tầm khoảng 6%. Đây là một đợt điều chỉnh tiếp theo của cái giai đoạn này. Thì chúng ta thấy là điều chỉnh của thị trường thì đấy, bạn kỹ thuật có thể kéo từ 25 tháng 1 đến đáy rồi. Thì nó sẽ rơi tầm khoảng 12%. Và đây là giai đoạn tiếp tục nó điều chỉnh thì nó cũng như vậy thôi. Nó cũng tầm khoảng, nó rơi khoảng 82%. Thì mọi người hiểu ý không ạ? Đấy, thì trong một cái uptrend của giai đoạn từ 2012 đến bây giờ cũng như thế. Thì chung mỗi lần điều chỉnh nó cũng chỉ kéo dài tầm khoảng 52%. Thì cùng chia sẻ, tức là đẹp nhất nó sẽ rơi khoảng 82%. Thì chia sẻ mọi người là cái giai đoạn mà điều chỉnh tới đây nó là cơ hội của tất cả mọi người, và mọi người hãy tận dụng nó để làm sao mọi người tìm được đúng những cổ phiếu nó có dư địa tăng trưởng và nó có định giá hấp dẫn để mọi người có thể tham gia vào. Đặc biệt, chúng nhắc lại, đặc biệt là những anh chị có tài khoản size lớn khoảng vài chục đến vài trăm tỷ, thậm chí cả nghìn tỷ, thì đây là cơ hội, những đợt điều chỉnh này là cơ hội để mọi người, nếu mọi người xác định rằng mọi người sẽ tham gia trong con sóng tăng giá dài hạn này. Đấy, mình chia sẻ mọi người như vậy, được chưa? Thì Hùng cũng sẽ nhìn nhận cái nhịp điều chỉnh tới đây nó là một góc nhìn tích cực như vậy của chúng tôi, được chưa? Đó, thì đấy là về cái kinh nghiệm về khi mọi người nhìn cái mức độ điều chỉnh phần trăm về con số để mọi người lưu ý. Và tất nhiên thì Hùng nghĩ rằng nó sẽ có hai cái chiến lược để mọi người tham gia trong cái giai đoạn mà mọi người chọn những cổ phiếu. Cái về cơ bản thì có lẽ là Hùng sẽ không public cho mọi người được, nhưng mà về kỹ thuật thì Hùng chia sẻ qua một chút. Đó có thể là cổ phiếu nó chỉnh ít hơn thị trường chung và nó tạo ra những nền tích lũy tin cậy, và đặc biệt nó phải vượt đỉnh đi lên trước thị trường thì mọi người mới nên chọn nó. Và mọi người đừng có chọn những cổ phiếu nào mà nó khỏe hơn thị trường chung, nó tích nền nhưng mà nó lại không bùng nổ, thì đấy là cổ phiếu bị ì, cổ phiếu bị đu bám, cổ phiếu bị mất sức mạnh. Thì đấy là cái mình chia sẻ thêm cho mọi người nha. Có vài điểm mua kéo ngược, nếu anh chị nào học khóa học Become a Trader, hệ thống đầu tư cổ phiếu tăng trưởng TVI mình có chia sẻ mọi người rồi. Nó có hai dạng mua kéo ngược. Một dạng là mọi người sẽ mua tại cái vùng pullback của những vùng hỗ trợ dài hạn MA50 của trung hạn hay thậm chí MA200 của dài hạn. Và cái thứ hai là mọi người sẽ tập trung cho cổ phiếu nào mọi người mua ở những vùng nền tích lũy tin cậy, hôm nay gọi là cái vùng đáy, với những điểm mua sớm. Đây là điểm mua sớm trên nền tích lũy cạn kiệt, thì cái này cũng có chia sẻ mọi người trong cái khóa học rồi. Thì đấy là kinh nghiệm để anh chị tham gia, được chưa? Đấy là về thị trường chung. Chốt lại là index thì nó bước vào xu hướng giảm và TVI thì vẫn đang quan sát, chúng tôi vẫn chưa vội vàng vào lại thị trường. Qua tỷ trọng cổ phiếu cũng nghĩ là nó sẽ là 30-50%. Vào lại ở đây là chúng tôi chưa khuyến nghị mua mới lớn ở thời điểm hiện tại. Và mọi người sẽ lưu ý là thị trường chung đã có 4 phiên đỏ rồi, nên là việc nó có phục hồi kỹ thuật trong thời gian tới
thì cũng là những sự phục hồi bình thường mà thôi. Nó là cơ hội của những anh chị nào margin cao, nên lưu ý quản trị cho danh mục của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến từng nhóm ngành. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, sau một giai đoạn giảm đến cả một tuần thì dòng ngân hàng ngày hôm nay đã phục hồi với việc MBB chạm vùng hỗ trợ 23 thì rút chân lên, thì tạm thời đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của MBB, thì mọi người sẽ lưu ý cổ phiếu này quanh cái vùng 23 này, mọi người lưu ý nhá. Chợ đây sẽ là một hỗ trợ rất mạnh của MBB. Cổ phiếu thứ hai là Vietinbank, thì Vietinbank thì có thể đoạn này nó sẽ tạo ra dạng hai đáy, đúng không? Hai đáy thì đây là hỗ trợ vùng 33 của Vietinbank. Hôm nay thì được cái dòng banh thì nó có khối lượng tích cực, thì nó cho thấy ở vùng giá hiện tại thì cầu của dòng ngân hàng nó đang xuất hiện trở lại. Techcombank thì cũng xanh điểm, đúng không? Hỗ trợ của nó vùng 44. BID, đúng không? Sau một phiên cuối tuần rơi vào sát ADC thì ngày hôm nay cũng đã phục hồi trở lại ở cái vùng hỗ trợ 50. Đây là 3 lần mà dòng ngân hàng nó đều chạm vùng này mà nó bật lên rồi, thì chúng ta có thể kỳ vọng vào là nó sẽ dừng chân ở vùng giá hiện tại. Đây là VIB, đúng không? VIB cũng ở vùng giá 22.5. ACB tương tự như vậy, vẫn là vùng giá 27, đúng không? Những cổ phiếu ngân hàng thì tạm thời đang là nhóm ngành mà nó dừng chân đầu tiên, và nhóm này sẽ là nhóm nó nâng đỡ cho chỉ số chung, được chưa? Nâng đỡ chỉ số chung. Nhóm tiếp theo chúng ta còn Vietcombank nữa. Vietcombank vì sao tách Vietcombank ra? Tại vì Vietcombank ở giai đoạn vừa qua thì nó không giảm sâu hơn, đúng không? Và Vietcombank thì thực sự là không nghĩ là với một cái nền tích lũy, Vietcombank thực ra nó đang tích lũy khá đẹp đấy, nó đang tích lũy khá đẹp với quá nhân hùng. Tất nhiên cổ phiếu này thì có thể chia sẻ rằng là nó khó là cổ phiếu để có thể mọi người mua lớn hay là tham gia nhiều được. Sacombank thì tiếp tục giảm sau thông tin, một vài cái thông tin bên lề của Sacombank vẫn chưa được kiểm chứng, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau một phiên bán đến 100 triệu cổ phiếu thì nó cho thấy rằng dòng tiền cũng đã có dấu hiệu ra khỏi Vietcombank, Sacombank. SHB thì cũng tương tự như vậy thôi. Khi mà những cổ phiếu ngân hàng lớn mà chưa thực sự dừng chân thì những cổ phiếu tính đầu cơ cao như SHB thì nó khó để có thể đi ngược thị trường ở thời điểm hiện tại. Chốt lại về dòng ngân hàng, thấy một đặc điểm chung là tạm thời nó đang chạm hỗ trợ, và dòng ngân hàng nó đang có những bước đi tích lũy đầu tiên, nó đang có những phiên gọi là chạm dừng chân. Còn không biết là cái vùng này có thể là một hỗ trợ chắc hay đơn giản chỉ là một vùng dừng trước khi rơi tiếp, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi trong vài phiên sắp tới, được chưa? Về sức mạnh mình giá là dòng ngân hàng bây giờ thì nó đang ở điểm tựa của trường chung thôi, chứ còn khi mà sóng hết rồi thì tính dẫn sóng của dòng ngân hàng nó đã kết thúc, và chúng ta sẽ chờ đợi cho một đợt tích lũy mới của dòng ngân hàng để xem chúng ta có thể tạo ra những mẫu hình tin cậy ở VCP, hay có thể là mẫu hình hai đáy, hoặc có thể là một cái nền phẳng kéo dài vùng đỉnh thời đại, thì đấy cũng sẽ là cái cơ hội để chúng ta view trực tiếp vào dòng ngân hàng nhé. Nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán, chúng ta sẽ phân tích từ SSI trở đi. SSI thì ngày hôm nay tiếp tục là một phiên đỏ điểm và nó đang có dấu hiệu tiệm cận về vùng hỗ trợ khoảng 36, thì anh chị sẽ tiếp tục theo dõi thêm. HCM thì nó đang ở vùng hỗ trợ 27.8. SHS thì tương tự như vậy, nó cũng hôm nay thì điều chỉnh sau một giai đoạn mà SHS nó tăng nhiều và hỗ trợ mạnh ở SHS thì nó ở vùng 18.8. VX thì ngày hôm nay thì cũng giảm một chút, đúng không? Sau vào hôm nay thì chính thức chạm vào MA 50. MBS thì chạm vào MA 50 thì cũng dừng chân. Thì với dòng chứng khoán thì chúng ta có thể để ý thấy rằng là đa số những cổ phiếu chứng khoán thì nó đã suy yếu sức mạnh giống dòng ngân hàng rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì dòng chứng khoán nó cũng giống dòng ngân hàng, nó chạm hỗ trợ thì có thể là nó sẽ phục hồi trong thời gian tới. Nhưng mà quan điểm của TVI là với nhóm chứng khoán thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ có một nhịp đua xe cuối sóng. Nhưng mà ở giai đoạn vừa rồi khi mà đội ngũ đua xe tập hợp lại thì công an bắt, nên là gần như là đội xe đua xe giải tán rồi. Nên bây giờ thì với dòng chứng khoán chúng ta cũng không nên vội vàng quá ở đoạn này. Hùng nghĩ rằng trong ngắn hạn thì dòng chứng khoán thì Hùng tin là với cái vùng hỗ trợ quan trọng như thời điểm này thì có thể nó sẽ dừng chân, có thể nó sẽ có những cú hồi khoảng 5-8% là hết sức bình thường. Nhưng mà để dòng chứng khoán có thể tạo một con sóng mạnh của cả dòng hoặc là một cái nhịp đua xe tăng khoảng 15-20% như kỳ vọng lúc đầu của TVI thì Hùng nghĩ là đang tương đối khó ở vùng giá hiện tại. Và bản thân thì với TVI, TVI vẫn sẽ có cái nhìn khách quan với dòng chứng khoán, là chúng tôi sẽ chờ đợi cái báo cáo tài chính của quý 1 này để chúng ta đánh giá tiếp nhé. Có BVS thì ngày hôm nay thì cũng giảm rồi, gần như là không còn cổ phiếu nào tăng trong dòng chứng khoán nữa rồi, đúng không? BVS về định giá PB rẻ thì cũng bây giờ thì cũng hết sức hút rồi.
Nhóm tiếp theo cho nhóm thép, tại vì đây là ba nhóm mà ngày hôm qua Hùng có chia sẻ mọi người trong livestream là nó về hỗ trợ và có thể nó sẽ phục hồi. Thì ngày hôm nay thì Nam Kim, Hòa Phát và Hoa Sen thì đã có những lúc thể hiện sức mạnh rất tốt. Hùng mới gọi là khi về hỗ trợ thì tôi nghĩ rằng thị trường cũng sẽ phục hồi cùng tôi, nên tôi nhanh chân thì tôi phục hồi mạnh hơn. Nhưng mà cuối phiên thì khi mà thị trường chung nó không phục hồi mạnh được thì những cổ phiếu này lại quay về gần tham chiếu, đóng cửa gần tham chiếu, xanh nhẹ. Thì Hùng nghĩ là với dòng thép thì nó vẫn đang ở một cái vùng hỗ trợ quan trọng của mình. Nhưng tất nhiên thì với nhóm thép thì chúng tôi có chia sẻ với anh chị em rồi, là với giá thép mà đang sụt giảm như hiện tại thì khả năng nhóm thép thì nó sẽ cần rất lâu thời gian để tích lũy tiếp. Đấy, nên anh chị em thì cũng tiếp tục theo dõi thôi. Nhóm cổ phiếu tiếp theo là nhóm blue chip. Thì hôm qua cái điều lo ngại mà chia sẻ mọi người rồi, đó là những cổ phiếu blue chip thì nó chưa giảm và ngày hôm nay bắt đầu nó xuất hiện dấu hiệu giảm bù. Ví dụ như FPT chúng ta có một cây giảm 1%, chúng ta CMG ngày hôm trước đánh hơi láo một tí đúng không, cố kéo. Hùng ấy gọi những cổ phiếu này là cố kéo dòng tiền vào trong giai đoạn thị trường rủi ro. Nhưng bây giờ đi, khi mà thị trường nó xuất hiện rủi ro mạnh hơn thì đương nhiên nó phải giảm trở lại. Chúng ta có CMG, chúng ta có Viettel Post thì vừa phân tích rồi thì không phân tích lại nữa. CTR vẫn điểm điểm cân bằng luôn, và đặc biệt là FRT cũng như vậy, tại vì hỗ trợ FRT nó ở vùng 140-136 thôi đúng không, thì chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm. Với những cổ phiếu đầu ngành thì Hùng đang thấy câu chuyện là nhóm này thì nó bắt đầu là khi mà những cổ phiếu chưa giảm như FPT, như Đức Giang thì nó đang có dấu hiệu giảm bù trở lại. Và thậm chí Đức Giang ta thấy rằng một cây phiên rơi nền khỏi mẫu hình tam giác đúng không, một tam giác gần thì một tam giác vuông, thì ông nghĩ là với mẫu hình rơi nền này thì có thể là vùng hỗ trợ nó phải là vùng 109 cơ đúng không, nó phải 109 cơ thì nó mới là một vùng hỗ trợ tin cậy. Còn ở vùng trái hiện tại cũng chưa nhìn thấy hỗ trợ ở những cổ phiếu này ở đâu. Đấy, nên là ông nghĩ rằng là anh chị em cứ thong dong, MLBG thì cũng khỏe đấy, cũng tốt đấy đúng không? Nhưng mà khi mà thị trường chung mà còn chưa bật lại được, khi mà những cổ phiếu blue chip còn đang giảm điểm thì MLBG nó cũng không thể cưỡng lại được đúng không? FPNG cũng như vậy, nó cũng phải điều chỉnh giảm thôi. Đó, những cổ phiếu nào có tính thị trường là chắc chắn nó sẽ bị điều chỉnh giảm bởi thị trường chung. Thậm chí kể cả như BMP, như Rạng Đông thì cũng đã có dấu hiệu điều chỉnh rồi. CTD cũng tương tự như vậy, và thậm chí kể cả GMD, VSC là những cổ phiếu bùng nổ sau trong giai đoạn thị trường chung ở vùng rủi ro thì nó cũng đã quay lại về nền giá cũ. VSC là một cổ phiếu mà cũng đã phân tích với TVI rồi, một mẫu hình cũng rất đẹp, nhưng mà chỉ cái rủi ro của nó là nó không biết nhìn thị trường chung đúng không? Khi thị trường chung đang xấu thì ông lại cố bùng nổ, bây giờ ông lại về nền. Đấy, thì với nhóm đầu ngành đang thấy rằng nó bắt đầu có dấu hiệu về nền và nó cũng bắt đầu có dấu hiệu cần phải thêm sự tích lũy, thêm thời gian. Đấy, nên là với nhóm này thì vẫn đánh giá là anh chị có thì mọi người đã khóa lại lợi nhuận rồi thì mọi người giữ lại 1/3 tỷ trọng, thì mình sẽ theo dõi thêm với những sự vận động trong thời gian tới. Với những vùng hỗ trợ quanh EMA 50 quan trọng thì Hùng nghĩ là vùng đá thì có thể là vùng mà những cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu phục hồi, bắt đầu phân hóa trạng thái của mình. Đấy là FPT và những cổ phiếu đồng ngành. Nhóm tiếp theo mà Hùng chia sẻ mọi người là nhóm dầu khí. Nếu như ngày hôm qua Hùng có chia sẻ mọi người là dầu khí thì nó đã vượt sự xấu của thị trường chung và nó đang cố cưỡng lại, thì ngày hôm nay Hùng thấy rằng cái sự cưỡng lại của nó vẫn đang được duy trì khá tốt. Và tất nhiên là cũng phải chia sẻ rằng bắt đầu thấy một vài dấu hiệu của những cổ phiếu nó không cưỡng lại được thị trường chung và nó bắt đầu rơi về nền, như GAS, như PVChan, BSR thì cũng đang có dấu hiệu đúng không, thậm chí cả PVD. Thì với những cổ phiếu này thì Hùng đánh giá là anh chị có thể tiếp tục theo dõi thôi. Còn với nhóm dầu khí thì Hùng phải chia sẻ là với kết quả kinh doanh của nhóm dầu khí thì thực sự là bản thân Hùng đi vào đội ngũ TVI cũng chỉ theo dõi PVS hoặc thậm chí có thể là CNG với một kết quả kinh doanh khá là ấn tượng đúng không. Còn chúng tôi thì tôi vẫn không ưu tiên nhóm này, phải chia sẻ mọi người như vậy. Còn về thuần đồ thị Hùng đánh giá là sức mạnh của nó vẫn đang tốt hơn thị trường, đấy là nhóm dầu khí. Một nhóm quan trọng mà được rất nhiều người bình luận trong thời gian vừa qua là bất động sản. Thì họ nhà Vinhome, Vic thì hiện tại đang tích lũy đi ngang khá đẹp. Và đương nhiên VRE mọi người biết rồi, khi mà VRE đã kéo tăng giá để chốt deal thì khi chốt deal xong thì chúng tôi sẽ dừng chân trở lại đúng không. Chúng tôi đã cố kéo, chúng tôi đã cố gắng để kéo lên vùng giá 28-29 để có thể thỏa thuận với một vùng giá 32. Thì bây giờ khi mà tôi chốt bán xong rồi thì VRE nó sẽ phải giảm về một điểm cân bằng thấp hơn với một mức mà thị trường định giá phù hợp hơn. Tại vì nước ngoài họ mua thì góc nhìn của họ nhìn tầm nhìn 5-10 năm cơ, chứ không như tầm nhìn 5-10 ngày như chúng ta đúng không. Nên là Hùng đánh giá là VRE thì có lẽ là nó sẽ cần, có thể nó sẽ còn giảm lại vùng 22 đấy đúng không, nó sẽ cần mất thêm thời gian. Và với VRE thì khi mà nó rời khỏi hệ sinh thái Vingroup thì Hùng đánh giá là cái cung cầu của nó sẽ không khác gì kiểu Sapeco.
khi rời khỏi nhà nước đâu. Thì bây giờ chắc chắn là những cổ phiếu này thì nó sẽ theo cái sự vận động cung cầu tự nhiên, và nước ngoài thì họ không có nhu cầu đẩy giá cổ phiếu, và khi chưa chủ nhận xong thì thực ra họ cũng chưa có nhu cầu cầm cố gì cả, không nghĩ là như vậy. Nên là với những cổ phiếu này thì ông đánh giá là nó chưa có gì, và VRE thậm chí sắp tới có thể thậm chí còn không phải là cổ phiếu theo dõi trong phân tích những cổ phiếu dẫn dắt cơ, đúng không? Thì nhóm bất động sản ngày hôm nay thì có đích là PDR, Nam Long và Phát Đạt. Thì ông thấy Nam Long và Phát Đạt thì bắt đầu xấu đi. Thì một câu hỏi muôn thuở rất nhiều anh chị hôm nay inbox riêng Hùng là: Hùng ơi, đích PDR khỏe đấy đúng không? TVA trước xuất hiện ở phân tích trading ngắn thì bây giờ vẫn đang lãi nhẹ, thì có nên bán không? Hùng chia sẻ là anh chị có thể bán 1/2, đúng không? Tại vì trong bản tin Hùng có nói rồi, anh chị cẩn thận, mọi người nên bán 1/2, còn đâu mọi người nên theo dõi. Còn thực sự phải chia sẻ mọi người rằng là với những cổ phiếu như đích như PDR, Hùng chỉ biết một điều rằng nếu chúng ta có tiền Hùng sẽ không mua ở đoạn này. Tại vì Hùng có nói mọi người rồi, cái nguyên tắc cố giữ của một cổ phiếu trong thị trường trung giảm nó rất là nguy hiểm. Ai cũng nhìn thấy cổ phiếu khỏe, đúng, nhưng mà cứ cuối ngày cổ phiếu đóng cửa thấp, đúng, thì đấy là một dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng cái khỏe đó là đang do nhà đầu tư cá nhân có thể là họ đang cố gắng, đúng, đỡ giá cổ phiếu. Mà nhìn thấy khỏe là trong những cổ phiếu khác mình bị lỗ, bây giờ mình cố vào gỡ cổ phiếu này. Nhưng mà nếu mà thị trường đoạn này mà nó chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật mà nó không phải là một nhịp tạo sóng mới, thì Hùng tin là những người vào cổ phiếu này sẽ sớm bị lụi tàn thôi, đúng không? Sẽ sớm bị ảnh hưởng. Nên là với anh chị nào có đích đất xanh hay là những cổ phiếu khác bất động sản, Hùng đánh giá là mọi người nên cẩn thận một chút. Hùng chưa thấy xấu, Hùng vẫn thấy khỏe. Đặc biệt ví dụ Đạt Phương là sau mẫu hình câu tay cầm bật rất mạnh luôn, Hùng chưa thấy xấu, nhưng mà Hùng đánh giá là nó sẽ phân hóa kỹ đấy. Nên là mình chọn cổ phiếu thì hãy chọn làm sao cho nó chuẩn xác nhất, hãy chọn làm sao mà nó ok nhất. Đấy là cái lời khuyên cá nhân Hùng. Và đừng có chọn bừa và đừng có vội vàng mua sớm đoạn này, hãy đừng vội vàng mua thêm, Hùng nghĩ là như vậy. Tại vì ở giai đoạn này á, Hùng nói rồi, cái giai đoạn mà thị trường chung nó bước vào xu hướng giảm mà nếu nó chưa trở lại xu hướng tăng thì nó sẽ là rất nguy hiểm nếu chúng ta mà mua sớm. Ở Dabaco thì ngày hôm nay thì cũng có một sự rút chân đúng không, quanh nền vùng 30 và rút chân thì nhìn cũng tích cực đấy, đúng không, nhìn cũng ổn đấy, đúng không? Nhưng mọi người lưu ý rằng Dabaco hỗ trợ mạnh thì nó phải vùng 29 nữa, đúng không? Chúng ta vẫn còn hơi sớm để kỳ vọng cho một cổ phiếu nào thực sự đoạn này. Thực ra thì bản thân Hùng thì Hùng cũng là nhà đầu tư, Hùng cũng như mọi người thôi, và đoạn này là Hùng cũng muốn là gỡ lại những gì đã mất. Nhưng mà thường thì những cái gì gỡ lại gì đã mất thì thường lại hay mất những gì đã kỳ vọng gỡ. Nên là Hùng nghĩ là chúng ta cứ từ từ chậm lại một chút, chậm một chút, trời rộng thì biển rộng trời cao, đúng không? Nên là đôi khi chậm lại một chút, đấy là cái mà Hùng chia sẻ mọi người. Với những cổ phiếu nhóm ngành đó thì Hùng nhận thấy rằng có những nhóm thì bắt đầu về hỗ trợ đấy, có những nhóm bắt đầu về hỗ trợ, và bản thân là đội ngũ TVI thì cũng đang theo dõi rất chặt chẽ ở cái vùng giá hiện tại. Tại vì mọi người biết rồi, có những đợt thị trường chung nó chỉ chỉnh 5% xong lại đi lên, có những đợt thị trường chung nó chỉnh đến 10%, đúng không? Có những đợt nó chỉnh 15%, thì không biết đợt này nó sẽ chỉnh như thế nào. Chúng ta sẽ phải chờ xem cách mà thị trường nó phản ứng tại các điểm cân bằng. Cái điểm mà nó chờ đợi thì nó phải có một phiên nào đấy rơi với khối lượng lớn, Hùng nghĩ là như vậy. Nếu để xác nhận mà nó tạo ra một cái đáy nó tin cậy hơn thì Hùng nghĩ là nó phải có một cái giai đoạn mà thị trường nó vừa cạn kiệt và nó có những sự giảm và bung von, thì đấy mới là cái mà Hùng nghĩ rằng nó watch out, nó rũ bỏ được nhiều nhà đầu tư hơn. Còn ở đoạn này điều Hùng nhận thấy chỉ là rất nhiều nhà đầu tư đang kẹp cổ phiếu và mọi người cũng đang kỳ vọng cho việc thị trường phục hồi luôn. Ở ngày hôm nay thì cái thông tin ngân hàng nhà nước sẽ nhả tín phiếu sau khi 28 ngày hút ròng thì Hùng đánh giá chúng ta sẽ theo dõi thêm. Tỷ giá ở thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là nó cũng hơi cao, chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Có một cái điều mà rất nhiều anh chị nói Hùng là kinh nghiệm để vượt qua cái áp lực của đoạn này là như nào, thì thực ra thì Hùng có nói rồi ấy, nếu mà mọi người có một sự chuẩn bị tốt, mọi người có một cái quan điểm đầu tư rõ ràng và mọi người phân tích kỹ hơn về từ vĩ mô đến doanh nghiệp, phân tích hơn về thống kê, về thị trường, những giai đoạn thị trường tăng giá, những giai đoạn thị trường giảm giá, thì đấy sẽ là cái cơ hội để mọi người có một cái nền tảng vững chắc để mọi người có thể tham gia. Và có một điều rất nhiều người nói rằng là nếu mà đoạn vừa rồi anh mua mà anh lỗ đến 5% thì anh có nên bán không? Tất nhiên là có những người, nếu anh chị nào học Become a Trader có chia sẻ rồi, là có những nguyên tắc nó bán nhanh hơn, đúng không? Nhanh hơn chứ không cần chờ 5%, đúng không? Nhưng mà có, nếu mà mọi người nhớ rằng là nếu một cổ phiếu 5% mà mọi người không bán
thì đến khi nó lỗ 10% thì chắc chắn mọi người cũng không bán, và đến khi nó lỗ 15% mọi người cũng không bán, và đến khi lỗ 20-25% thì chắc chắn mọi người cũng không bán đâu, đúng không? Nên là đấy là cái làm sao mà mình mọi khoản lỗ lớn thì bắt đầu từ khoản lỗ nhỏ, nên khi cổ phiếu suy yếu nó vi phạm thì mọi người nên hạ tỷ trọng, nghĩ là hạ tỷ trọng. Còn có một điều đặc biệt nữa, đó là trong một xu hướng tăng dài hạn của thị trường ấy, thì những nhịp điều chỉnh nó luôn là những cơ hội lớn để mọi người có thể tham gia. Hùng chia sẻ mọi người như vậy, nên chắc chắn là cái nhịp điều chỉnh này Hùng đánh giá nó là một nhịp điều chỉnh tích cực để Hùng và đội ngũ TVI có thể chọn lọc được những doanh nghiệp tốt, những cổ phiếu có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2024, và những cổ phiếu có những mẫu hình tin cậy, những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung, và những cổ phiếu nó sẽ bùng nổ vượt đỉnh đi trước, và chúng tôi sẽ chọn lọc những cổ phiếu đó và chúng tôi sẽ chia sẻ anh chị trong room VIP khách hàng của TVI. Thì nếu anh chị nào muốn hỗ trợ thì có thể tham gia room VIP TVI với thông tin các bạn trợ lý bên góc bên phải màn hình. Còn ngay thời điểm hiện tại, khi thị trường chung nó mới bắt đầu bước vào một xu hướng giảm, thực ra vùng đỉnh của nhiều cổ phiếu nó được tạo ra kéo dài một tuần rồi, nhưng mà 1-2 tuần thì nghĩ là nó vẫn là hơi ngắn, nên ta cũng sẽ phải quan sát thêm, đánh giá như vậy. Và với những động thái 4 phiên mà thị trường đều bán mạnh vào ATC, dấu hiệu lừa tình như trong 4 ngày vừa qua, thì Hùng đánh giá là cái dấu hiệu này nó sẽ sớm có những cái phiên nó đảo chiều ngược lại, là cuối phiên thì nó sẽ phục hồi lại trở lại, để nó ít nhất là sẽ có những nhịp phục hồi kỹ thuật như cái giai đoạn này, đúng không? Giai đoạn này đấy, những nhịp phục hồi kỹ thuật có thể nhiều cổ phiếu nó cũng không phục hồi đâu, nhưng mà thường những cái nhịp phục hồi kỹ thuật này thì bao giờ cũng là những giai đoạn mà thị trường nó phải trải qua. Nên đấy là cái mà chúng ta sẽ lưu ý. Đấy, thì chốt lại thị trường nó sẽ là như vậy. Nên tiếp tục quan sát, giữ tỷ trọng cổ phiếu khoảng 30-50% ở mức theo dõi nha mọi người nha. Còn chọn cổ phiếu nào, chi tiết ra sao thì anh chị phải tham gia room VIP của TVI nhá. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì Hùng hy vọng là những gì Hùng chia sẻ mọi người thì cũng giúp cho tâm lý của anh chị được thoải mái hơn, mọi người được bình tâm hơn, mọi người được rà soát danh mục lại ổn hơn. Được chưa? Nói chung là trong một uptrend dài hạn Hùng nói rồi, kể cả anh chị có mua sai đi nữa, thiên thời nó vẫn sẽ cứu anh chị. Tại vì 2023 đến 2025 là giai đoạn uptrend, là giai đoạn mà kiếm tiền dễ nhất từ chứng khoán mà. Đấy, Hùng chia sẻ mọi người như vậy nhá. Tin là Hùng xin chúc là tất cả anh chị em thì cũng sẽ bình tâm và cũng sẽ đầu tư thành công ở giai đoạn này, cũng như là trong giai đoạn sắp tới và hướng đến 2024. Nếu anh chị muốn tham gia room trải nghiệm TVI có thể ấn vào link bình luận bên dưới nhá. Và một điều đặc biệt nữa, hãy cho Hùng xin một like, tại vì video nào càng nhiều like thì sẽ càng YouTube được YouTube ưu tiên hơn. Đấy, và cũng như là cũng làm cho Hùng cảm thấy là nhiều động lực hơn để chia sẻ với tất cả mọi người. Hôm trước thì sang Hàn Quốc thì cũng rất là nhớ anh chị em. Đấy, cũng nhưng mà đúng là sang đấy thì thấy là thị trường chứng khoán họ phát triển trước mình. Nó có rất nhiều cơ hội và dân số đầu tư đến 15-20% đâu mọi người, mà dân số Hàn Quốc thì cũng kinh hơn. Đấy. Chưa đi chưa biết xứ Hàn, đi về mới biết là cả ngàn người sinh, đúng không? Chưa đi chưa gặp minh tinh, đi về mới thấy là thân hình như mình thôi, đấy, cũng không đẹp hơn mình là mấy mọi người ạ nhá. Cảm ơn tất cả anh chị, chúc mọi người một chiều tốt lành. Rồi người nhá.